Câu chuyện bắt đầu vào năm 1972 ở thế kỷ trước, tại một ngôi làng nhỏ ở Thái Lan. Một cặp vợ chồng đang ra ngoài làm việc như mọi khi. Bọn họ lo lắng vì dạo gần đây, con gái mình thường xuyên bị đau bụng bất thường. Vừa nói xong, bất ngờ tiếng cô bé hét lên trong nhà. Hai vợ chồng chạy vào thì thấy con gái đang ôm bụng, dường như đang rất đau đớn. Bụng cô bé sau đó từ từ trương phình, sau đó là một cảnh tượng kinh dị. Hai vợ chồng không thể làm gì, ngoài việc nhìn đứa con gái của mình chết trong đau đớn. Vài ngày sau, tại một gia đình của cặp vợ chồng làng bên cạnh, bọn họ gồm có 6 người con. Ba cô con gái xinh đẹp cùng ba cậu con trai lớn giỏi giang. Anh trai cả của bọn họ hiện đang đi lính vẫn chưa về. Cả gia đình ai nấy đều rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Một hôm, ba cô con gái đi học vô tình đi ngang qua một ngôi miếu hoang. Đứa em út nhìn chằm chằm vào ngôi miếu. Cô chị cả ra thấy vậy, liền vội vã nắm tay cô bé rời đi. Trong trường học dạo gần đây, rộ lên tin đồn về cái chết của Nát, chính là cô bé ở đầu phim. Nhiều người tin Nát bị quỷ ám, nên không ai dám ngồi vào bàn học của cô. Hôm đó khi Gia đang ở lại lớp dọn vệ sinh, thì cô em gái Giam đến tìm. Cô bé vô tình ngồi vào bàn của Nát, còn mở xem những tờ giấy dưới hộc bàn. Trong đó vẽ một người phụ nữ với gương mặt đáng sợ. Chiều hôm đó khi ba chị em về nhà, lại đi ngang ngôi miếu hoang. Bọn họ bỗng phát hiện một người phụ nữ, trên người mặc bộ đồ đen đang đứng kế ngôi miếu. Ba người sợ hãi bỏ chạy, bất ngờ bị cậu anh Tư lao từ lùm cây ra hù dọa, khiến bọn họ hoảng sợ hét lớn. Ra một lát sau nhìn lại thì đã không thấy người phụ nữ kia đâu. Đến tối, ông bố đã đưa cả gia đình đến hội chùa ở làng bên cạnh để vui chơi. Đã lâu không có dịp tụ tập nên ai nấy đều rất thích thú. Ra sau đó đưa hai đứa em lên vòng đu quay. Khi bọn họ đang ở trên cao, đứa em gái út bỗng nhìn thấy một bà lão với gương mặt đáng sợ, đang đứng bên dưới nhìn về phía bọn họ. Em gái út sợ hãi nói với Gia, nhưng cô gái lại không nhìn thấy ai ở đó. Khi vừa xuống vòng đu quay, bỗng Giam cảm thấy mệt trong người. Cả gia đình thấy vậy liền đưa cô bé về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, anh ba lái xe đưa Giam đến bệnh viện trong thị trấn để mua thuốc. Trên đường về bọn họ gặp được cậu anh cả Rách. Thì ra anh ta vừa đi lính trở về. Rách là một người có bản tính vui vẻ và phóng khoáng, nên rất được lòng mấy đứa em. Cả gia đình đã lâu mới được đoàn tụ đông đủ, nhưng bọn họ chưa vui được lâu thì chuyện lạ lại ập đến. Tối đó khi Giam đang ngủ, bỗng cửa sổ trên đầu cô bé từ từ hé ra. Giam ngồi dậy và đóng cửa sổ lại, nhưng một lát sau nó lại bật mở. Khi Giam vừa ngồi dậy định kiểm tra, bất ngờ đằng sau xuất hiện một bà lão với gương mặt quỷ dị. Lúc này Gia đang ngủ thì thấy Giam bước ra khỏi phòng đi đâu đó. Cô gái đi theo xuống nhà bếp, phát hiện em gái đang ăn ngấu nghiến thịt sống, còn bảo rằng mình rất đói. Khi vừa về phòng, bỗng Gia nghe thấy một giọng nói lạ văng vẳng bên tai. Đột nhiên cô gái cảm thấy buồn ngủ rồi gục xuống ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, ông thợ làm việc cho gia đình bỗng dưng xin nghỉ. Rách đến hỏi nhưng ông ta không nói lý do, chỉ bảo rằng nó đã quay trở lại, khuyên cậu nên chăm sóc bố mẹ và những đứa em thật kỹ. Về phía Giam, bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Gia đến định rủ cô bé đi chơi, nhưng Giam lại tỏ thái độ tức giận, còn chửi rủa và nạt nộ chị mình. Đứa em út sau đó còn bảo, tối qua nhìn thấy chị Giam rất kỳ lạ, không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm vào mình. Nó còn vẽ ra gương mặt của Giam lúc đó khiến Gia rất lo lắng. Đến chiều, bố mẹ bọn họ có việc phải qua làng bên cạnh một đêm, ở nhà chỉ còn lại 6 đứa con. Rách hỏi mấy đứa em rằng có chuyện gì lạ đã xảy ra lúc mình vắng nhà không. Gia nói rằng tối qua đã nghe thấy một giọng nói lạ, giống như giọng một người phụ nữ. Tuy nhiên dường như chỉ mình cô là nghe thấy được. Khuya hôm đó trong lúc đang ngủ, Gia lại phát hiện Giam đang xuống giường đi đâu đó. Cô gái định đuổi theo nhưng lại nghe thấy giọng nói tối qua. Gia cố cắn vào tay để không bị buồn ngủ, sau đó liền chạy ra ngoài sân, phát hiện ba anh trai của mình cũng đang ráo rác tìm Giam. Bọn họ bỗng phát hiện một người phụ nữ áo đen đứng trong sân vườn. Rách liền nổ súng về phía bà ta. Sau một lúc cũng đã lôi được Giam vào nhà. Ai nấy đều sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rách kể rằng lúc nãy, ba anh em đã uống rượu ngoài vườn để canh chừng, xem có ai xuất hiện hay không. Tuy nhiên đến nửa đêm vẫn không thấy ai. Khi đang chuẩn bị ngủ, bỗng Rách phát hiện Giam đang bước ra ngoài sân. Lúc này giọng nói lạ bất ngờ văng vẳng bên tai khiến Rách vô cùng buồn ngủ. Anh ta cố gắng đưa tay trước ngọn đèn dầu, lấy cơn đau giúp bản thân được tỉnh táo. Rách sau đó đánh thức hai cậu em trai, cùng ra ngoài sân tìm Giam. Bọn họ bất ngờ phát hiện một người đàn bà mặc áo đen. Rách cầm súng bắn về phía bà ta, nhưng bà ấy thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Gia nghe xong thì rất sợ hãi, bảo rằng mình đã từng thấy bà ta ở ngôi miếu hoang gần nhà. Rách ngày hôm sau đã căn dặn em gái, không kể chuyện này cho bố mẹ biết. Gia đến gặp Giam thì thấy cô bé lúc này đã trở về bình thường. Còn bảo đêm hôm qua mình không nhớ gì. Gia vui mừng nghĩ rằng em gái đã khỏi bệnh, nên liền ra ngoài mua chút đồ ăn cho cô bé. Thế nhưng khi vừa đi khỏi, bỗng từ cửa sổ phòng Giam, một bà lão xuất hiện và trèo vào bên trong. Bà ta sau đó lao đến bóp cổ cô bé, thích thú bẻ gãy một chiếc răng của cô rồi cho vào miệng. Một lát sau Gia cùng mẹ vừa quay về, đi vào phòng thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bà mẹ liên tục chửi rủa và đuổi bà ra khỏi đó.
về phía Jack đã đến gặp một ông trung sĩ làng bên cạnh, mời ông ta về nhà để xem xét tình hình của đứa em gái. Khi bọn họ bước vào phòng của giam, thì thấy cô bé lại có biểu hiện lạ lùng, giống như một người bị ma nhập, liên tục chửi rủa những người xung quanh. Trung sĩ nhận ra vấn đề, liền quyết định cùng Jack đến nhà bà lão. Bà ta từ lâu đã được dân làng đồn đại là một phù thủy chuyên luyện ma thuật đen, khiến bản thân trở nên điên dại, không ai dám lại gần. Cả hai sau đó đi sâu vào rừng, đến căn chòi của bà lão. Bà ta lúc này đang luyện một thứ tà thuật gì đó. Jack tức giận xông đến, muốn hỏi mụ ta cho ra lẽ. Thế nhưng bà lão vẫn thích thú cười đùa, sau đó bất ngờ tự đâm đầu vào cây tre chết ngay tại chỗ. Cả hai chứng kiến cảnh tượng thì không khỏi bàng hoàng. Trung sĩ cho rằng bà lão thực chất đã bị ác quỷ điều khiển. Nó giờ đây đã nhập sang cơ thể của Giam, nên đã tự giết chết cơ thể cũ. Nhận thấy sự việc càng lúc càng nguy hiểm, Jack tối đó đã yêu cầu hai em trai cùng mình canh gác bên ngoài. Thế nhưng đến khuya, giọng nói của người phụ nữ lại vang lên, khiến bọn họ nhanh chóng ngủ say. Lúc này Giam từ trong phòng bước ra, đôi mắt trở nên đỏ ngầu rất đáng sợ. Jack cố gắng chống cự, thế nhưng khi cây đèn dầu chợt tắt, cậu ta cũng nhanh chóng ngã gục. Chỉ còn lại ra trong phòng, sau khi cắn bàn tay đến chảy máu, cô gái cuối cùng đã chống lại được giọng nói kia. Ra sau đó chạy ra ngoài đánh thức anh trai. Bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm Giam, thế nhưng cô bé lại biến mất. Trong lúc chưa biết làm gì thì ông bố xuất hiện, cho rằng cả đám đang làm trò điên khùng. Nơi này làm gì có ma? Vừa nói xong, chợt căn nhà bỗng dưng rung chuyển. Jack nhanh chóng chạy vào ruộng mía để tìm em gái. Vừa đi được một đoạn thì bất ngờ gặp bà mẹ. Cậu ta lỡ tay bóp cò, thế nhưng nhận ra đó chính là con quỷ giả dạng. Nó sau đó liên tục truy đuổi Jack. Cậu cố gắng bắn nhưng nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Vừa lúc đó, bỗng bà mẹ lại xuất hiện. Jack tưởng là con quỷ, vừa định bắn nhưng liền bị em trai ngăn cản. Thì ra đó lại chính là bà mẹ thật. Lúc này ở trong nhà, Gia cùng em út nghe thấy tiếng của Giam bên ngoài. Cô bé liên tục kêu mở cửa. Đứa em út định mở nhưng liền bị ngăn lại. Ngay lập tức, một bàn tay ghê rợn từ từ lòn qua khe cửa. Gia sợ hãi chỉ biết nhắm mắt kêu cứu. May mắn lúc đó cả gia đình đã quay về kịp lúc. Ngày hôm sau, bọn họ đã mời một thầy đồng có tiếng trong làng đến giúp đỡ. Giam lúc này đã hoàn toàn bị con quỷ điều khiển cơ thể, giọng nói phát ra vô cùng đáng sợ. Thầy đồng không nói không rằng, ấn một tay vào trán con quỷ, khiến nó thét lên đau đớn. Con quỷ liền giả vờ kêu cứu. Bà mẹ vì sót con nên đã chạy đến can ngăn, không cho những người xung quanh lại gần. Thầy đồng nhận ra sự việc, liền đến lùm che gần nhà và yêu cầu chặt chúng đi. Ngay khi những cây tre biến mất, để lộ bên trong là một cảnh tượng kinh dị. Rất nhiều nội tạng nằm chồng chất lên nhau bốc mùi hôi thối. Thầy đồng bảo rằng đây là nơi trú ẩn của con quỷ, yêu cầu mọi người mau thiêu cháy hết chúng. Lúc này bất ngờ Giam từ trong nhà chạy ra ngăn cản, thế nhưng liền bị mọi người giữ lại. Nó tức giận bảo rằng sau khi thoát khỏi đây, tất cả sẽ bị nó giết chết. Jack cùng mấy đứa em sau đó đã đốt trụi toàn bộ gốc cây, khiến Giam cũng nhanh chóng ngất xỉu. Bọn họ theo lời thầy đồng, đã đưa cô bé lên xe để đến bệnh viện điều trị. Trên đường đi, ông ta tiết lộ rằng con quỷ này chính là loài quỷ ăn tạng. Nó sẽ ăn nội tạng những nạn nhân xấu số, như cô bé nát ở đầu phim. Còn Giam có thể là mục tiêu bị con quỷ nhắm đến để làm nơi trú ẩn. Nó sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ thể của cô bé. Ông thầy đồng sau đó đưa cho Jack một vài viên đạn có chứa bùa chú, có thể bắn xuyên qua ác quỷ. Khi bọn họ vừa băng qua khu rừng, bỗng Jack nhìn thấy ảo giác, những người xung quanh đột nhiên biến mất. Trong khi đó bên ngoài xuất hiện rất nhiều ác quỷ chặn đường. Jack không suy nghĩ liền tông thẳng vào bọn chúng. Lúc này Gia đang ngồi bên ngoài cùng trung sĩ, bỗng phát hiện hồn ma cô bé nát trên đầu. Bọn họ vô cùng sợ hãi. Trung sĩ yêu cầu tất cả nhắm mắt lại. Nếu ta không thấy ác quỷ, thì nó cũng sẽ không thấy ta. Về phía Jack, sau khi đâm xuyên qua những ảo ảnh, thì mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Tưởng rằng nguy hiểm đã qua đi, thế nhưng bất ngờ giọng nói của người đàn bà lại vang lên. Đến khi nhận ra thì mọi người xung quanh đều đã ngủ thiếp đi. Ông thầy đồng cố gắng dùng tay ấn vào đầu con quỷ, nhưng liền bị nó cắn đứt ngón tay. Ác quỷ sau đó điều khiển chiếc xe, khiến nó tông vào bụi cây bên đường. Cú tông mạnh làm thân cây đâm xuyên qua đầu thầy đồng, khiến ông ta chết ngay lập tức. Những người khác thì bị văng ra xa. Ác quỷ thích thú cầm khẩu súng chơi đùa với Jack. Nó sau đó còn giết chết ông trung sĩ trước mặt anh ta. Jack lợi dụng lúc con quỷ không chú ý liền xông đến, cầm dao đâm vào tay khiến nó thét lên đau đớn, sau đó nôn trong miệng ra một thứ chất lỏng màu đen. Lúc này con quỷ đã hiện nguyên hình. Jack nhanh chóng dùng súng bắn liên tục vào người của nó, trước khi kết liễu bằng một phát đạn vào đầu. Cuối phim, Giam đã được mọi người đưa vào bệnh viện. Cô bé may mắn chỉ bị thương, đầu óc cũng trở lại bình thường như trước. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng bất ngờ vào một hôm, Giam bỗng dưng lại cư xử kỳ lạ. Cô bé bảo rằng mình sẽ đi trước, sau đó bất ngờ nôn ra máu. Bụng phình to giống hệt trường hợp cô bé đầu phim. Thì ra con quỷ vẫn chưa biến mất. Nó không chiếm được cơ thể của Giam, nên đã ăn sạch nội tạng của cô bé để trả thù. Cả gia đình chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng đau lòng không làm gì được. Jack sau chuyện đó đã tức giận đến chỗ ngồi miếu hoang,
đập phá hết tất cả, quyết sẽ truy lùng và tiêu diệt con quỷ cho bằng được. Liệu rằng anh ta có thành công, hãy cùng đón chờ ở phần 2, sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Nhớ bấm like, đăng ký để không bỏ lỡ những bộ phim hay khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.